Hiện tại là bọn mình đang chạy vào một làng nho ở Ninh Hải. Từ năm 2018 thì tỉnh Ninh Thuận đã chọn xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải chuyên canh trồng nho để xây dựng làng nho du lịch. Cho nên khi các bạn đến đây thì bất kỳ nhà nào cũng có một cái mô hình vườn nho cho du khách tham quan và thưởng thức những đặc sản từ nho. Quy mô làng nho này có thể nói là lớn nhất ở Phan Rang. Phong cảnh ở nơi đây thật là đẹp các bạn. Nó như là một cái bức tranh đó, có nhiều cái tầng lớp. Ở phía trên đó là mây trời, kế tiếp là dãy núi. Này là núi Chúa nha các bạn. Và cuối cùng đó là cánh đồng nho của bà con. Bọn mình đang dừng chân uống nước mía. Nơi khác ở dưới miền Tây của mình đó là có thêm một cái hồ chanh muối này các bạn. Và đặc sản nơi đây là có rượu nho và mật nho. Chỉ có làm cho bọn mình một ly mật nho đá nè, để bọn mình dùng thử. Ngọt lắm, để lâu lâu rồi. Ngọt lắm. Vậy lên đây đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tham quan sơ cái vườn nho nhé. Vườn này nho còn xanh à, nhìn cưng ghê chưa các bạn nè. Đây, cho các bạn coi gấp gần. Quá dễ thương luôn. Và chín đầy dưỡng chưa. Để đi cho các bạn coi đây. Đầy vườn hết trơn luôn. Wow, thiệt là đã không?